Dạ, dạ, xin chào các vị. Con kính lãnh lễ sư. Dạ, mở Phật chào các vị. Con kính lễ sư ạ. Kính lãnh sư ạ. Dạ. Chào cả nhà. Con kính lãnh lễ sư ạ. Con kính lãnh lễ sư ạ. Dạ, dạ, vâng. Thưa các vị, chúng ta bắt đầu lớp học. Có một vị học viên hỏi rằng là vị này không hiểu là tại sao mà cái sở hữu biệt cảnh sau cái sở hữu biệt cảnh mà thì tại sao là được xếp vào cái loại sở hữu anh sở hữu nhất định hay là sở hữu cố định. Thì tôi xin nhắc lại rằng là cái sở hữu nhất định hay là sở hữu cố định á, tức là cái loại sở hữu mà nếu cái sở hữu đó nó tương ưng với cái tâm nào thì khi cái tâm đó có mặt thì cái sở hữu đó có mặt không trừ trường hợp nào hết. Khác với cái sở hữu bất định, là sở hữu bất định đó là cái sở hữu đó có thể tương ứng với cái tâm đó, nhưng không phải trong trường hợp nào nó cũng có mặt. Tôi lấy ví dụ giống như là hai cái sở hữu tà kiến và ngã mạn. Thì sở hữu tà kiến đó là cái sở hữu nhất định hay là sở hữu cố định, là bởi vì khi có cái tâm tham hợp tà đó, thì khi đó là có cái sở hữu tà kiến. Nhưng mà đối với cái tâm tham ly tà đó thì không phải tâm tham ly tà lúc nào cũng có sở hữu ngã mạn. Và do vậy cái sở hữu ngã mạn là cái sở hữu bất định. Tức là có khi thì có mặt ở trong tâm tham ly tà, nhưng mà có khi là trong tâm tham ly tà đó là không có mặt, cho nên gọi là bất định. Thì đối với trường hợp sáu cái sở hữu biệt cảnh á, là những cái sở hữu này nếu mà nó có thể nó tương ưng với cái tâm nào. Ví dụ giống như là chúng ta có sở hữu tầm thì nó có thể nó tương ứng với 44 tâm dục giới trừ ngũ song thức và 11 tâm sơ thiền. Thì đối với 44 tâm dục giới này và 11 tâm sơ thiền á, thì bất cứ khi nào mà trong 55 tâm này mà sanh lên á, thì luôn luôn là có sở hữu tầm, cho nên là cái sở hữu tầm là cái sở hữu nhất định. Tương tự như vậy đối với thứ thắng giả để cần hỷ dục cũng vậy. Cho nên cái trường hợp của cái sở hữu biệt cảnh mà gọi là cái sở hữu nhất định đó, thì nó cũng giống như là trường hợp của các cái sở hữu kia thôi. Tức là khi nào mà một tâm mà nó có thể tương ưng thì khi đó tâm đó mà hễ mà có mặt đó, thì sở hữu đó có mặt, không có trường hợp nào mà nó vắng thì gọi là cố định. Bài học ngày hôm nay tôi cũng xin nhắc lại đó là đối với cái sở hữu mà tương ưng với tâm hay là sở hữu có thể hợp được bao nhiêu tâm đó, thì phần khó nhớ nhất đó là cái phần sáu cái sở hữu biệt cảnh mà vừa rồi đó, thì chúng ta đã học chi tiết về sáu cái sở hữu biệt cảnh này. Trường hợp đối với bảy sở hữu biến hành thì tất nhiên đó là cái sở bảy cái sở hữu mà dễ nhớ nhất, bởi vì tâm nào cũng có bảy cái sở hữu biến hành này. Thì ngày hôm kia chúng ta có nói đại khái về các cái sở hữu còn lại, nhưng mà do vì một số vị Phật tử học viên lần đầu tiên học vi diệu pháp á, cho nên là cũng nhiều vị chưa có nắm kỹ, cho nên ngày hôm nay chúng ta cố gắng để ôn lại. Đầu tiên là đối với 14 sở hữu bất thiện. 14 sở hữu bất thiện này, thì 14 sở hữu bất thiện thì nếu có thể có mặt
thì chỉ có thể là trong 12 tâm bất thiện thì thôi, chứ không có thể có mặt ở ở cái tâm vô nhân và nhóm tâm tịnh hảo. Dạ bạch thượng tọa, bị mất hình. Ôi dạ. Dạ các vị thấy không ạ? Dạ thấy, dạ, thấy rồi sư. Dạ 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 cảm ơn các vị. Thì tôi lặp lại đó, là đối với cái sở hữu bất thiện, cả cái nhóm sở hữu bất thiện, 14 cái sở hữu bất thiện này, thì khi mà chúng ta thấy cái sở hữu bất thiện thì chúng ta biết rằng là nó chỉ có thể đi với cái nhóm tâm bất thiện thôi, chứ không có thể đi với nhóm tâm nào khác hết. Và ở trong cái sở hữu bất thiện này thì chúng ta có cái phần đầu tiên, đó là si phần. Đó là si phần. Thì trong cái si phần này đó thì gồm có si vô tạm, vô ý. Si vô tạm vô biến, ý phóng dật. Si phần này đó là bất thiện biến hành. Bất thiện biến hành. Vì là bất thiện biến hành cho nên bốn cái sở hữu này, si vô tạm vô vô úy này có mặt trong tất cả các cái tâm bất thiện. Như vậy thì si vô tạm vô úy bốn này là hợp với 12 bất thiện. Rồi chúng ta xét đến cái dòng thứ hai là tham phần. Rồi chúng ta có cái tham phần. Trong tham phần này đó là có ba, là tham tà kiến, ngã mạn. Thì cái sở hữu tham á, trong cái tham phần này đó, khi mà chúng ta thấy cái sở hữu nào nằm trong tham phần thì chúng ta chỉ là biết rằng là sở hữu đó chỉ có thể đi với cái tâm tham thôi, chứ không có thể đi với tâm sân hay tâm si. Ba cái tham phần này thì nó chỉ có thể có mặt ở trong tâm tham này thôi. Và ở trong tham phần á, thì tham là chủ đạo, cho nên là tham là có mặt đủ tất cả tám tâm tham. Và thứ hai là cái tà kiến. Tà kiến thì tất nhiên là chỉ đi với bốn cái tâm tham hợp tà, bốn tham hợp tà. Ghi rõ hơn để dễ nhớ là hợp tà kiến, bốn tâm tham hợp tà kiến. Rồi đối với ngã mạn đó, đối với ngã mạn đó thì ngược lại là bốn tham ly tà. Các vị mở ngoặc đơn là bất định, là cái sở hữu ngã mạn đó, nếu có thể có mặt ở trong tâm tham thì chỉ có thể có mặt ở trong tâm tham đi tà thôi, nhưng không phải trong trường hợp nào cũng trong không phải trong trường hợp nào tâm tham đi tà cũng đều có ngã mạn, là chỉ khi nào mà sinh cái lòng giống như là cống cao ngạo mạn, so đo hơn thua, thì khi đó mới có mặt ngã mạn, còn không thì cũng không có ngã mạn, cho nên cái sở hữu ngã mạn gọi là sở hữu bất định. Như vậy thì trong 14 sở hữu bất thiện này thì chúng ta có cái si phần, thì dễ nhớ là bất thiện biến hành. Tham phần thì chỉ đi với tham. Tương tự như vậy thì đối với sân phần. Đối với sân phần là bốn cái sở hữu này, thì bốn cái sân phần này đó thì chỉ có thể đi với hai tâm sân. Và sân phần.
Trong cái sân phần này đó, thì gồm có bốn là sân tật lận hối. Sân tật lận và hối. Thì sân phần này đó, cái sân nó là chủ đạo trong tâm, trong sân phần, cho nên là cái sân nó giống như là cái tham, hay là cái tâm sân này luôn luôn có mặt ở trong hai tâm sân. Tật lận hối cũng vậy, chỉ có thể có mặt ở trong hai tâm sân thôi, nhưng mà nó khác. Hai sở hữu sân á, là cái tật lận hối nó có mặt ở trong hai tâm sân bất định. Bất định có nghĩa là không phải tâm sân nào cũng có tật, không phải tâm sân nào cũng có lận, không phải tâm sân nào cũng có hối, mà chỉ khi nào tâm sân nào có sự ganh ghét đố kỵ cái hạnh phúc của chúng sinh khác á, thì khi đó mới có tật. Chỉ khi nào cái tâm sân nào mà nó có cái lòng bỏng sẻn, không muốn cái gì mình có mà bị mất đi thì mới có lận. Và chỉ có cái tâm sân nào sanh khởi do cái sự hối hận, hối tiếc vân vân, thì khi đó mới có hối. Như vậy là cái tật lận hối thì chỉ có mặt trong một số trường hợp trạng thái tâm đặc biệt của tâm sân thì khi đó mới có. Thì khi đó mới có, còn không thì chỉ có cái sở hữu sân thôi. Như vậy thì chúng ta nhớ lại trong sân phần trước hết là bốn cái sở hữu này chỉ có thể có mặt ở trong hai tâm sân. Và ở trong sân phần này đó, thì cái sân á, thì luôn luôn là lúc nào có tâm sân thì khi đó có sở hữu sân. Sở hữu sân là cái sở hữu nhất định phải có. Riêng ba cái sở hữu còn lại trong sân phần là tật lận hối thì đó là ba cái sở hữu bất định tùy trạng thái tâm mà có. Rồi cái hai cái phần tiếp theo đó là hôn phần. Hôm trước tôi đã giới thiệu rồi, cái phần sở hữu bất thiện này thật ra chúng ta rất là dễ nhớ. Cái hôn phần này là có hai, là hôn trầm và thị miên. Trước hết á, là cái hôn trầm và thị miên này đó, là khi nào mà có hôn trầm á, thì khi đó có thị miên, khi nào có thị miên thì khi đó có hôn trầm. Hai cái sở hữu này nó luôn luôn đi chung với nhau, mặc dù cái đặc tính của nó có hơi khác một chút. Đó là cái hôn trầm đó. Hôn trầm đó là cái trạng thái, là trạng thái tâm lười biếng lui sụp và tác động khiến cho tâm trở thành cái thụ động. Còn cái thị miên á, là do cũng do có cái trạng thái lui sụp như vậy, nhưng mà nó còn ngoài ra nó còn tác động đến khiến cho cái thân thể của chúng ta đó chìm vào hữu phần, rơi vào hữu phần, tức là rơi vào giấc ngủ. Thì sau này ở trong phần độ trình tâm thì chúng ta tìm hiểu rõ hơn về cái hữu phần này, nhưng mà ở đây chúng ta tạm thời chúng ta phân biệt đó là cái thị miên á, thì nó cũng là cái trạng thái cái tâm lui sụp, nhưng mà đó là nó còn ngoài ra đó, nó còn có cái khả năng là nó tác động đến cái khiến cho cái thân thể của chúng ta cũng giả dười theo. Thì hôn trầm và thị miên này nó thì luôn luôn có nó đi chung ấy, có hôn trầm thì nó có thị miên thì có hôn trầm. Và cái hôn trầm và thị miên này đó thì cả hai chỉ có thể thôi, chứ không phải là luôn luôn là có mặt ở trong các cái tâm hữu trợ. Mà do vì hôn trầm và thị miên là sở hữu bất thiện, cho nên nó chỉ có mặt ở trong các cái tâm hữu trợ bất thiện. Thì chúng ta có cái hữu trợ bất thiện gần có bốn tâm tham hữu trợ và một tâm sân. Như vậy thì có là năm tâm bất thiện hữu trợ.
nhưng mà nó cũng có mặt là bất định, không phải là lúc nào là hữu trợ là cũng có hôn trầm thiện miên, là những các vị ghi là bất định. Rồi cũng cuối cùng còn lại đó là hoài nghi. Hoài nghi thì chỉ có một cái sở hữu hoài nghi thôi. Và tất nhiên thì chỉ có mặt ở trong tâm, chỉ có một tâm thôi. Một tâm si hoài nghi. Trở lại đó thì trong 14 cái tâm bất, 14 cái sở hữu bất thiện này thì chúng ta vậy nhớ, si phần là sở hữu bất thiện biến hành có mặt ở trong tất cả các cái tâm bất thiện. Tham phần á, thì cái nhóm này nó thì chỉ có thể có mặt ở trong tâm tham thôi, trong đó sở hữu tham thì có mặt ở trong tất cả các cái tâm tham. Sở hữu tà kiến thì có mặt ở trong cái tâm tham hợp tà nhất định. Và cái sở hữu ngã mạn thì chỉ có thể có mặt ở trong cái tâm ly tà thôi, nhưng là bất định. Đối với cái sân phần đó, thì bốn cái sân phần này chỉ có thể có mặt ở trong hai cái tâm sân. Trong đó sở hữu sân thì có mặt nhất định, còn tật lận hối thì bất định tùy theo trạng thái tâm. Hôn trầm và thủy miên thì nếu có thể có mặt ở trong tâm tâm nào đó thì cái tâm đó chỉ có thể là hỗ trợ. Và ở đây là do vì hôn trầm và thị miên nằm thuộc về cái sở hữu bất thiện, cho nên nó chỉ có mặt ở trong cái tâm hỗ trợ, nhưng mà hỗ trợ bất thiện chứ không có thể có mặt ở trong cái tâm hỗ trợ tịnh hảo được. Thì trong cái tâm bất thiện đó thì gồm có bốn cái tâm tham hỗ trợ, tức là tâm tham thọ hỷ hợp tà và ly tà hỗ trợ, và thọ xả hợp tà và ly tà hỗ trợ, và cái tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ hỗ trợ. Như vậy là có năm tâm. Hoài nghi thì chỉ có một tâm, tức là có mặt ở trong si hoài nghi. Như vậy là cái phần sở hữu bất thiện thì tôi nghĩ là các vị cũng dễ nhớ. Kế tiếp thì chúng ta học đến cái chúng ta nói đến cái sở hữu tịnh hảo. Thì ở trong đây đó thì chúng ta có cái sở hữu tịnh hảo biến hành, và thứ hai là cái sở hữu tịnh hảo biệt cảnh này. Thì sở hữu tịnh hảo biến hành á thì nó có mặt ở trong 91 tâm tịnh hảo. Trong cái tâm tịnh hảo nào á thì cũng có cái sở hữu, có 19 cái sở hữu tịnh hảo biến hành này. Sở hữu tịnh hảo biến hành thì nguyên cái nhóm này đó thì chúng ta cứ dễ nhớ lắm, hãy cái tâm nào tâm tịnh hảo thì cái tâm đó luôn luôn phải có 19 sở hữu tịnh hảo biến hành. Như vậy thì cái phần sở hữu tịnh hảo biến hành thì chúng ta không có quên. Và bây giờ chúng ta học gọi là cái phần sở hữu tịnh hảo. Sở hữu tịnh hảo nói sở hữu tịnh hảo, nhưng mà các vị cũng phải hiểu rằng là đây là nhóm sở hữu tịnh hảo. Thì sở hữu tịnh hảo thì sở hữu tịnh hảo này chúng ta có hai là sở hữu tịnh hảo biến hành và biệt cảnh. Tịnh hảo biệt cảnh thì tịnh hảo biến hành này thì như tôi vừa nói với các vị đó, thì có mặt ở tất cả chín mươi một tâm tịnh hảo. Vậy thì chúng ta chỉ còn học cái tịnh hảo, cái biệt cảnh này thôi. Thì biệt cảnh thì chúng ta có cái là giới phần. Rồi vô lượng phần. Và vô si.
Oxy hay là trí tuệ? Trước hết đó, nói về giới phần. Trước hết là chúng ta nói về cái giới phần này. Trong cái giới phần này đó, thì gồm có hai khía cạnh. Thứ nhất á, là cái giới phần á, là cái sự kiên tránh để tâm không làm các cái khẩu ác nghiệp, thân ác nghiệp thuộc về các cái hành động thô thiển. Kiên tránh. Kiên tránh khẩu ác nghiệp. Thân ác nghiệp. Phiền não thô. Rồi cái thứ hai là sát trừ. Sát trừ phiền não, đó là hai cái khía cạnh của giới phần. Kiên tránh và sát trừ, chắc các vị nhớ hai, kiên tránh và sát trừ. Sở dĩ tôi nói điều này đó là ở đây chúng ta đang học về cái giới phần. Và giới phần này á, trước hết thuộc về tịnh hảo. Cho nên tuyệt nhiên chúng ta không xét đến cái 12 bất thiện và 18 vô nhân. Như vậy phần còn lại á, thì chúng ta chỉ xét cái phần các cái tâm tịnh hảo thôi. Và do vì cái giới phần có hai cái khía cạnh là kiên tránh các cái phiền não không để rơi vào các cái khẩu ác nghiệp và thân ác nghiệp. Sở dĩ mà chúng ta nói khẩu trước bởi vì chúng ta nói theo cái thứ tự là chánh ngữ chánh nghiệp, chứ không phải nói theo cái thứ tự của tam nghiệp là thân khẩu ý. Và do vì cái khía cạnh đầu tiên đó là cái kiên tránh các cái ác nghiệp thân khẩu, và cái khía cạnh thứ hai là để diệt trừ các cái phiền não não thuộc về tâm, thì do vì cái đặc tính đó cho nên đối với các cái tâm thiền, các cái tâm đáo đại, và các cái tâm đáo đại là cái phần tâm này, và chúng ta nhớ là tâm đáo đại. Tâm đáo đại là những cái tâm thiền hiệp thế đó. Thì những cái tâm thiền này do vì ở một cái trạng thái tâm được yên tĩnh do cái khả năng thiền định, và vị này tạm thời trong cái khoảng thời gian mà vị này chứng thiền, thì trong cái tạo cái rong của khoảng thời gian đó, tạm thời những cái phiền não thô thiển cụ thể là 5 truyền cái được yên tĩnh. Và do vì 5 cái truyền cái yên tĩnh như vậy đó, cho nên là những cái ác nghiệp, những cái phiền não thô thiển để làm các ác nghiệp thuộc về thân về khẩu không có. Cho nên về cái khía cạnh thứ nhất là kiên tránh á, là đối với cần với cái thiền á, thì là không cần. Đối với cái thiền đáo đại nha, thiền đáo đại hay là hiệp thế đó,
Đạo đại hay là hiệp thế. Thì cái thiền đạo đại này, về cái khía cạnh đầu tiên của giới phần đó, là kiêng tránh các cái ác nghiệp thuộc về thân, về khẩu đó, thì do vì tâm thiền khi này, các cái tiền não thô thiển có thể để vi phạm những cái ác nghiệp này đó thì là không có. Cho nên đối với khía cạnh kiêng tránh đó, thì khía cạnh đầu tiên là kiêng tránh đó, thì không cần. Rồi thứ hai là do vì cái thiền đáo đại đó là chỉ có cái khả năng là giữ cho các cái phiền não yên tĩnh, nhưng mà hoàn toàn không có cái khả năng sát trừ phiền não. Do đó cái khía cạnh sát trừ, cái khía cạnh thứ hai là không thể. Như vậy đối với thiền đáo đại thì về phương diện giới phần, từ cái không cần và không thể đó là dẫn đến không có giới phần. Như vậy thì chúng ta có cái phần trừ thứ hai là giới phần này đó, thì chúng ta trừ cả cái phần thiền. Và do vì cái đặc tính đó, là lễ kiêng tránh các cái ác nghiệp thuộc về thân về khẩu đó, cho nên cái tâm rất là cần thiết đó chính là tám cái tâm đại thiện. Cái trường hợp thứ hai đối của cái tâm tình hảo dục giới đó là cái tám tâm đại quả. Do vì cái đặc tính của cái tám tâm đại quả này đó chỉ làm những cái việc như là tục sinh, hộ kiếp và tử, sau này chúng ta sẽ học sau, cho nên cái phần đại quả này chúng ta chỉ nói sau thôi. Là cái phần trong cái tâm đại quả này đó là do vì cái đặc tính của cái tâm này nó chỉ là cái quả của cái tâm đại thiện thôi, cho nên chứ không phải là cái loại tâm mà có thể tạo ra các cái công đức được, và do đó cũng không phải là cái tâm dùng để tu tập, cho nên là ở trong đại quả đó thì cũng không, trong đại quả cũng không có giới phần, chúng ta bỏ giới phần. Còn cái tâm di tác, đây là cái tâm di tác hay tâm đại tố, là tâm của vị A-la-hán, các cái phiền não của ngài đã diệt rồi, cho nên về cái việc mà để mà kiên tránh các cái phiền não đó, thì là không cần. Riêng về 40 tâm siêu thế đó là bởi vì trong đó đây, trong đây á, là 20 tâm đạo á, là cái chức năng của cái tâm đạo á, là sát trừ phiền não, sát trừ phiền não nó nhằm vào cái khía cạnh thứ hai của giới phần, cho nên ở trong cái tâm đạo đó bắt buộc phải có giới phần. Rồi đối với 20 cái tâm quả siêu thế đó là bởi vì cái tâm quả siêu thế đó là cái tâm quả tương tục kế sau cái tâm đạo, không xen kẽ một cái sắc na nào hết. Phần này chúng ta sẽ học ở trong cái phần lộ trình tâm, và cũng là cái đặc tính của cái tâm quả đó cũng là để đối trừ với phiền não. Do vậy mà toàn bộ 40 tâm siêu thế này, 40 tâm siêu thế, ở đây xin cũng lưu ý là trong 40 tâm siêu thế đôi khi nói gọn lại thành 8, chỉ còn do vì 8 này là do vì gốc, chỉ nói gọn là 4 đạo 4 quả, dạ, 4 đạo 4 quả, đôi khi cũng có nói gọn như vậy. Cho nên nếu vị nào mà đọc sách, chúng ta thấy 8 tâm siêu thế nên đó là 40 tâm nói gọn, là không cần phải chia theo các cái tầng thiền. Như vậy thì trở lại là cái giới phần này á, là chỉ có ở trong cái giới phần
các trừ phiền não giới phần. Thì cái giới phần này để tôi ghi ghi lại đây nha. Giới phần, giới phần tính chung là chánh hữu, chánh nghiệp, chánh mạng. Thì giới phần này thì có mặt ở tám đại thiện. Do vì cần phải có để kiên tránh, rồi tám hoặc nói rộng là 40 siêu thế, vì cái kia cạnh là sát trừ. Như vậy là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì sẽ có mặt ở trong tám cái đại thiện và tám hoặc là 40 siêu thế. Cái phần kế tiếp chúng ta có là vô lượng phần. Thì trường hợp của vô lượng phần á, ở đây chúng ta chỉ hoàn toàn là xét về, chúng ta chỉ xét đến cái đang học về tịnh hảo, cho nên hoàn toàn là chúng ta phải trừ 12 bất thiện và 18 vô nhân, bởi vì nó không thuộc về tịnh hảo, cho nên chúng ta chỉ xét đến cái phần tịnh hảo thôi. Thì cái vô lượng phần này đó là hai trong bốn tứ hai cái vô lượng phần này là hai trong bốn tứ vô lượng tâm. Hay. Và để tu tập cái tứ vô lượng tâm này đó thì tất nhiên là phải dùng cái tám cái đại thiện. Trường hợp đại quả đó thì bỏ. Trường hợp đại quả thì cũng giống như là đối với giới phần là không có hai cái vô lượng phần này. Hai cái vô lượng phần này. Rồi đối với cái tâm của vị A La Hán á thì các ngài hoàn toàn là có được cái vô lượng, có cái vô lượng phần, bởi vì các vị A La Hán ngày vẫn còn cái lòng, ngày vẫn có cái tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, cho nên đối với vô lượng phần này đó thì chúng ta kể thêm 48 cái tâm duy tác. Rồi cái hai vô lượng phần này nó thuộc về hai trong bốn vô lượng tâm, hay là bốn cái phạm trú, và chính là hai trong bốn cái đề mục thiền chỉ tịnh, và do đó nó là hai vô lượng phần này phải có mặt ở trong tâm thiền. Nhưng mà trong bốn vô lượng tâm gồm có từ bi hỷ xả đó, thì với một người tu tập tâm từ hay tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, thì do bốn cái do ba cái vô lượng tâm đầu, tức là từ bi hỷ đó, thì cái trạng thái tâm nó còn được giải thích rằng là cái ba cái phạm trú đầu tiên này á, là những cái trạng thái tâm mà chúng ta tạm gọi là những cái tâm rất là phấn khích, và do đó đó là ba cái phạm trú đầu tiên từ bi hỷ, thì trong đó có bi và tùy hỷ là hai cái vô lượng phần mà chúng ta đang xét đó, thì ba cái phạm trú này chỉ có thể chứng đến cái tầng thiền thứ tư thôi, chứ không có thể chứng đến ngũ thiền. Cái ngũ thiền đó thì phải là cái xả vô lượng tâm, do đó mà hai cái bi và tùy hỷ này á, là không thể có mặt ở trong các cái tâm ngũ thiền. Nhưng mà ở đây đó, sau này chúng ta chỉ nói sơ qua thôi, sau này chúng ta tìm được hiểu rõ hơn, là đối với cái tâm quả sắc giới, cái tâm quả sắc giới nó khác với cái tâm quả dục giới. Mặc dù cả hai đều là tâm quả,
Nhưng mà cái cảnh của các cái tâm quả này khác nhau, chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong cái phần cảnh của tâm. Thì ở đây chúng ta do vì có liên quan cho nên chúng ta phải nhắc đến. Đó là do vì cái tâm quả này do cái mãnh lực của thiền. Và khi mà một người mà chứng thiền bằng một cái đề mục nào, thì khi đó, đó cái tâm quả đó, nó cũng bắt cảnh của đề mục đó. Nó khác với cái tâm quả, nó khác với cái trường hợp của cái tâm tâm quả dục giới. Tâm quả dục giới đó, nó bắt cảnh khác với cái tâm thiện dục giới. Nhưng mà cái tâm quả sắc giới nó lại bắt cảnh cùng với cái tâm thiện dục, tâm thiện sắc giới. Do vậy, nếu trường hợp mà vị hành giả tu tập chứng thiền bằng hai, bằng một trong hai cái vô lượng phần này là bi và tùy hỷ, thì khi đó cái tâm quả của vị đó cũng có bi và tùy hỷ. Chính điều này mà hai vô lượng phần này có mặt cả ở trong cái tâm quả sắc giới và tâm di tác sắc giới là tất nhiên là có. Và như vậy thì hai vô lượng phần này là có mặt ở trong 12 cái tâm đấu đại. Còn đối với cái tâm siêu thế đó, là cái tâm á, chúng ta đây do vì cái này liên quan thôi, tôi nói để sau này các vị chúng ta học lại thì chúng ta sẽ nhớ. Còn bây giờ các vị nào mà nhớ được thì tốt, mà không nhớ được thì cũng không sao. Đó là do vì về cái đặc tính của tâm là hai vô lượng phần á, lấy chúng sinh làm đối tượng, mà chúng sinh á, là cái cảnh chân đế, xin lỗi, chúng sinh là cái cảnh tục đế. Trong khi đó 40 tâm siêu thế nó thì lại là lấy cảnh là niết bàn, là cảnh chân đế. Do vậy toàn bộ trong 40 tâm siêu thế nó không có hai vô lượng phần. Còn đối phần vô sắc giới đó thì các vị nhìn cái màu thì các vị thấy rồi, đó là cái tâm của ngũ thiền, cho nên hoàn toàn là không có bi và tùy hỷ là đương nhiên. Như vậy thì hai vô lượng phần này thì có mặt ở chúng ta có cái nào? Tám đại thiện, tám duy tác, 12 đấu đại, 12 tâm thiền sắc giới hỷ thọ. Chúng ta có là tám đại thiện. Rồi tám di tác, mười hai đáo đại, trừ mười lăm tâm hữu thiền. Mười lăm tâm ngũ thiền tức là ba tâm ngũ thiền sắc giới và mười hai tâm vô sắc giới. Tám đại thiền, tám di tác, 12 đáo đại. Yeah. Rồi cái phần cuối cùng đó là vô si. Rồi chúng ta xét cái vô si. Vô si là cái sản phẩm này. Thì cũng tương tự, vô si là tịnh hảo, cho nên trừ 12 bất thiện, trừ 18 vô nhân. Yeah. Và chúng ta trừ những cái tâm nào mà ly trí, còn toàn bộ hợp trí nha, là chúng ta phải kể hết 10 15 tâm sắc
15 tâm sắc giới này hợp, xin lỗi. Mười lăm tâm sắc giới này thuộc về hợp trí, toàn bộ đáo đại và siêu thế đều là hợp trí hết. Còn đối với cái tâm dục giới tịnh hảo đó, thì các vị cứ nhớ là cái cặp như là tâm đại thiện, thọ hỷ hợp trí vô trợ, hợp trí hữu trợ, thì chúng ta lấy cái nào cái cặp mà hợp trí thì chúng ta lấy thôi, còn ly trí thì bỏ. Dạ, chúng ta bỏ cái ly trí. Như vậy thì trong 24 cái tâm dục giới tịnh hảo đó, thì chúng ta bỏ phân nửa, còn phân nửa tức là còn lại 12. Dạ. Thì vô si đó thì có mặt ở trong các tâm là 12 tâm, 12 tâm dục giới tịnh hảo. Hợp trí. Rồi 15 tâm. 25 tâm sắc giới. 12 vô sắc, 40 siêu thế. Hay nói tóm lại, cái tâm nào mà cái tâm hợp trí á, là có vô si. Dạ, chúng ta kể thì chúng ta kể chi tiết như vậy, nhưng mà hay cái tâm nào mà hợp trí á, thì đều có vô si. Đây, vô si vốn là trí tuệ. Như vậy đó thì chúng ta đã xong về cái phần mà ở phần mà Pali gọi là Sambayoga hay là tương ưng, tức là trong một cái tâm sở trong cái sở hữu tâm như vậy đó thì có thể là hợp với đi với bao nhiêu tâm, thì chúng ta đã vừa học xong. Thì ở đây theo tôi đó thì chỉ có hơi khó nhớ một chút là đối với cái 6 cái sở hữu biệt cảnh, còn lại đó thì chúng ta dễ dàng chúng ta hiểu, là bởi vì các cái tâm khác đó là do vì cái ý nghĩa tương thích mà chúng ta thấy chúng ta dễ nhớ. Chẳng hạn giống như là tà kiến thì đương nhiên chỉ đi với cái tâm hợp tà kiến, hay là sở hữu trí tuệ thì tất nhiên đi với sở hữu trí tuệ, vân vân. Thì cái đó thì những cái tâm mà nó biểu độ cái thiện hay là cái bất thiện đó, thì nó dễ nhớ. Tuy vậy thì tôi nghĩ rằng là sau này khi mà chúng ta học nhiều á, thì nó được lặp đi lặp lại đó, thì các vị cũng sẽ dễ nhớ thôi, chứ không phải là vấn đề khó nhớ. Thì như vậy thì ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là ở trong cái sở hữu tâm như vậy đó, là mỗi cái sở hữu đó, nó sẽ tương ứng với một số tâm. Và chúng ta vừa học hết 52 sở hữu hợp với bao nhiêu loại tâm nào, thì chúng ta thấy là cũng không phải là cái vấn đề là phức tạp. Và khi mà chúng ta đã nhớ được cái phần này rồi, thì cái phần thứ hai đó gọi là cái phần Sangaha hay là yếu hiệp, tức là xem chúng ta tính ngược lại. Vừa rồi chúng ta học bài phần Sambayoga tương ưng, tức là một sở hữu á thì có thể đi được bao nhiêu tâm. Bây giờ chúng ta học ngược lại, đó là một tâm á, thì gồm có bao nhiêu cái sở hữu. Một tâm gồm có bao nhiêu sở hữu á, thì nó cũng giống như là chúng ta nói về cái thức uống, thì trong một ly nước, nhưng một cái ly nước chẳng hạn giống như là trà đá hay ly cà phê sữa vân vân, thì trong cái ly trà đá hay ly cà phê sữa nó thì gồm có bao nhiêu thành phần. Thì tương tự như vậy đó, thì chúng ta học cái phần thứ hai này thì nó chỉ là tính ngược lại cái phần mà vừa học. Thay vì chúng ta học là một sở hữu nào đó đó thì có thể học bao nhiêu tâm, thì bây giờ chúng ta tính ngược lại đó, là trong tâm đó, trong một tâm như vậy đó thì có bao nhiêu là sở hữu. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi chi tiết từng loại tâm á, thì chúng ta nói đến cái nhóm tâm.
chúng ta đây có nhóm tâm bất thiện, nhóm tâm vô nhân, rồi nhóm tâm dục giới tình hảo, nhóm tâm sắc giới, nhóm tâm vô sắc giới và nhóm tâm siêu thế. Là bởi vì trong khi bài ví dụ pháp đó, thì có những cái chi pháp phân tích đó, thì chúng ta có nhiều cái phân tích theo nhóm như vậy. Thì ở đây lưu ý các vị là khi mà nói đến nhóm tâm á, thì nó cũng giống như là chúng ta nói rằng là chúng ta nói rằng ở trong gia đình của tôi đó là có nhiều cái học vị ngoài xã hội, từ cử nhân cũng có, rồi thạc sĩ cũng có, rồi tiến sĩ cũng có. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là tất cả những cái thành viên ở trong nhà đều là cử nhân, hay là tất cả những thành viên trong nhà đều là thạc sĩ hay là đều là tiến sĩ. Mà trong đó ví dụ như trong gia đình 10 người thì trong đó chỉ có thể chỉ có đôi khi chỉ có một người là tiến sĩ, hoặc là một người là thạc sĩ, một người là cử nhân. Tuy nhiên nếu mà ở trong nhà mà có những cái người đó, đó thì chúng ta vẫn có thể nói là trong gia đình tôi đó thì cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ đều có. Thì tương tự khi mà chúng ta nói cái nhóm tâm thì chúng ta cũng giống như là cả một cái nhóm, cả một cái gia đình nhiều thành viên như vậy. Thì khi mà nói cái nhóm tâm 12 cái bất thiện này thì chúng ta sẽ có, chúng ta tính là nhóm tâm trước. Thì chúng ta nói cái nhóm tâm bất thiện này nữa. Thì chúng ta nói là trong cái nhóm tâm bất thiện này có bao nhiêu sở hữu. Thì trước hết đó là cái nhóm tợ tha. Và cái nhóm bất thiện. Thì khi mà kể cái nhóm tâm á, chúng ta tính sở hữu đó, thì chúng ta tính rất là dễ. Là bởi vì khi đó tâm này không có đó, thì cũng có tâm kia. Ví dụ như là đơn cử giống như là cái sở hữu hỷ. Cái sở hữu hỷ đó, thì bốn cái tâm tham thọ xả không có, hai tâm sân hay tâm si không có, nhưng là bốn tâm tham thọ hỷ thì lại có, thì nó cũng, chúng ta cũng kể. Rồi đối với cái sân phần này á, là tám tâm tham không có, hai tâm si không có, nhưng tâm sân có thì chúng ta cũng kể. Do vì hễ mà bên tâm trong số các cái một trong nhóm tâm đó, một tâm trong nhóm đó mà có sở hữu nào thì chúng ta kể hết. Do đó khi mà nói nhóm tâm á, thì chúng ta nói 12 bất thiện, thì nói là thường thường ghi chi pháp á, thì chúng ta có ghi như thế này là 12 bất thiện thì chúng ta có cộng với cái gì, 13 sở hữu tự tha với 14 bất thiện là 27 sở hữu họ. 27 sở hữu họ. Đó cái cách mà chúng ta nói nhóm tâm như vậy. Rồi cái nhóm tâm thứ hai đó là cái nhóm tâm vô nhân. Cái nhóm tâm thứ hai là cái nhóm tâm vô nhân này. Khi nói cái tâm vô nhân á, là tất nhiên là chúng ta trừ bất thiện và chúng ta trừ tịnh hảo, chỉ còn 13 tạo tha thôi. Nhưng mà chúng ta còn nhớ là cái sở trong khi đó là cái sở hữu dục á, là nó không có mặt ở trong 18 tâm vô nhân. Do đó khi nhóm vô nhân á, thì chỉ còn 12 tạo tha. 12 tạo tha. Dạ. Chúng ta tính nhóm tâm. Rồi cái nhóm tâm thứ ba, cái nhóm tâm thứ ba là cái nhóm tâm là nhóm tâm dục giới tình hảo này. Thì nhóm tâm dục giới tình hảo này thì chúng ta thấy nhóm tâm này đó thì gồm có đủ 13 tự tha. Đã là tình hảo đó, thì chúng ta trừ 12 bất thiện. Và cái nhóm tâm này thì nó cũng có đủ là 25 sở hữu tình hảo.
Như vậy 13 tợ tha, bây giờ 24 tâm, 24 tâm, 24 tâm dục giới tình hảo, tâm dục giới tình hảo, dục giới tình hảo. Hảo thì chúng ta có là gì? Có 13 tợ tha cộng 25 sở hữu tình hảo, 25 bằng 38 sở hữu hợp. Rồi tương tự như vậy đó, thì chúng ta tính cái từng nhóm tiếp theo, giống như là cái nhóm sắc giới hay là cái nhóm vô sắc giới hay cái nhóm siêu thế, thì chúng ta có tính chúng ta đó thì nó cũng giống như là ở trên thiện và vô nhân hay là dục giới tịnh hảo vậy thôi. Như vậy cái vấn đề còn lại đó thì chúng ta đi chi tiết từng cái loại tâm một, đi chi tiết từng loại tâm một. Do vì là mình vừa học cái ở bên sở hữu tương ưng tâm, tức là trong một sở hữu như vậy đó thì có thể hợp với bao nhiêu tâm. Do đó khi mà chúng ta học về trong một tâm thì có bao nhiêu cái sở hữu thì chúng ta cũng rất là dễ tính. Và do vì mình đã học cái phần này rồi, bây giờ là chỉ tính ngược thôi. Ví dụ giống như bây giờ chúng ta đơn cử một cái tâm tham, và tâm tham thọ hỷ, và tôi lấy cái tâm tham đầu tiên này nha. Cái tâm tham này là tâm tham thọ hỷ hợp tà tà vô trợ. Trước hết tâm tham này thuộc về bất thiện, chúng ta trừ hẳn cái phần tịnh hảo. Và do vì cái tâm tham á, cho nên chúng ta trừ cái sang phần tâm tham và tâm sân á, là hai tâm trái ngược nhau, cho nên có tham thì không có sân. Và trong cái tâm tham á, thì cũng không có hoài nghi, cho nên chúng ta trừ tiếp cái hoài nghi. Chúng ta trừ ra hoài nghi. Rồi cái do vì cái tâm tham vô trợ, cho nên chúng ta trừ tiếp cái hai cái hồng phần. Do đó cái tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ đó thì chúng ta chỉ còn có, nó bằng cái gì? Bằng có 13 tợ tha bốn cái si phần này là sở hữu bất thiện biến hành, do vậy bắt buộc phải có bốn si phần. Và vì là tâm tham cho nên bắt buộc phải có sở hữu tham. Và vì hợp tà cho nên bắt buộc phải có tà kiến. Đã có tà kiến thì không thể có ngã mạn, chúng ta trừ tiếp cái ngã mạn này. Như vậy là cái tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ thì gồm có bao nhiêu? 13, 17 và 19 sở hữu hợp. Và cái tâm tham này thì có 19 sở hữu hợp. Rồi chúng ta tính thử cái tâm kế tiếp là tâm tham thọ hỷ hợp tà mà hữu trợ,
Thì khi mà có nói cái hữu trợ đó thì chúng ta cộng thêm hai cái ông thần này vào. Tất nhiên là chúng ta cộng thêm hai ông thần, nhưng mà chúng ta lưu ý là bất định. Yeah. Rồi tương tự cái tâm kế tiếp mới là tâm tham thọ hỷ mà ly tà, nói đơn cử nha, tâm này đi, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Để vô trợ đó thì chúng ta trừ hôn phần, mà ly tà đó là trừ tà kiến. Đã là tâm tham đó, thì trừ sân phần, mà là tâm tham đó, do đó cũng trừ hoài nghi. Tất nhiên là cái phần tịnh hảo là chúng ta không có đề cập rồi. Như vậy thì chúng ta chỉ còn cái tâm tham này, nó chỉ còn 13 tợ tha, rồi 4 sân phần bắt buộc phải có, 4 si phần, rồi sở hữu tham phải có, bởi vì tâm tham, không có sở hữu tham sao gọi là tâm tham. Dạ. Ly tà cho nên là trừ tà kiến, như vậy là chúng ta cộng ngã mạn, nhưng mà phải xem ngã mạn là bất định. Giờ chúng ta cộng là chúng ta cộng hết trong tất cả các cái tình huống, nhưng mà thực tế nó chỉ có những cái tình huống nào có ngã mạn. Như vậy thì tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ thì gồm có bao nhiêu sở hữu hợp trong đó, tức là cái tâm đó gồm có bao nhiêu cái đặc tính, thì chúng ta có 13 cái đặc tính tự tha, 4 si phần, sở hữu tham và sở hữu ngã mạn. Thì đây là ở đây thì nó cũng giống như là cái tâm kia, nhưng mà chẳng qua là nó thế ngã mạn bằng tà kiến, khoảng là 19. Rồi trường hợp thứ hai, giả sử giống như là ở đây chúng ta không có cái, không phải là thọ hỷ mà thọ xả, và tâm tham thọ xả thì xả đó, thì trong 13 tợ tha đó thì chúng ta trừ thêm hỷ, như vậy thôi. Rồi hễ mà hợp tà đó thì tính tà kiến, mà ly tà đó thì chúng ta đổi tà kiến bằng ngã mạn. Rồi nếu mà vô trợ đó thì chúng ta trừ hôn phần, mà hữu trợ thì chúng ta cộng thêm hôn phần. Như vậy thì đó, cái tâm tham đó, thì chúng ta tính như vậy đó, thì nó cũng dễ. Rồi chúng ta đơn cử thêm cái sân. Và cái sân này, tâm sân vô trợ, nó lấy cái tâm sân vô trợ. Tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ vô trợ. Tịnh hảo bỏ. Thọ ưu thì không có hỷ, bỏ hỷ. Bỏ hỷ như vậy đó thì cái tâm sân này nó thì nó còn mặn gì? 13 tợ tha thì còn 12 tợ tha. Trừ hỷ. Bởi vì thọ ưu. Rồi ấy mà bất thiện á, thì phải luôn luôn là 4 si phần, bởi vì nó là bất thiện biến thành. Rồi vì là sân cho nên phải trừ tham phần, vì là vô trợ cho nên trừ hôn phần, vì là tâm sân cho nên trừ hoài nghi. Như vậy nó chỉ còn cộng
tâm sân thì bắt buộc phải có sở hữu sân. Cộng sân tật lẫn hối, đúng rồi, cái này chúng tôi cộng bốn nhưng mà sở dĩ mà tôi viết lời rời ra là bởi vì tật lẫn hối ba cái này là mở ngoặc đơn là bất định. Chúng ta kể chung vậy thôi chứ thật ra khi mà một tâm sân sanh lên á, nó chỉ có những cái trường hợp như thế này là 12 tợ tha trừ hỷ 4 si phần cộng với sở hữu sân. Dạ. Rồi khi này hoặc là không có tật lẫn hối, hoặc là có một trong ba tật lẫn hối chứ không có thể cùng có lúc mà có tật có lẫn có hối. Cái này các vị lưu ý, tôi lặp lại. Khi một tâm sân sanh lên, trong đó có 12 cái đặc tính tạo tha trừ hỷ, 4 cái đặc tính của si phần cộng với đặc tính sân. Và có thể chỉ chừng đó, hoặc là nếu có thêm trạng thái tâm khác thì chỉ có thể có một trong ba là tật lẫn hối, chứ không có thể nào cùng lúc mà có cả 4 cái sân phần. Nhưng mà khi mà chúng ta kể mà cái sở hữu tâm mà hợp á, thì mình kể trong tất cả các cái tình huống, thì do vậy thì thường thường đã kể là 4 si phần cộng 4 cái sân phần, nhưng mà 4 cái sân phần chúng ta hiểu là có mặt rồi, có mặt như vậy. Chúng ta học kỹ phần cái tâm bất thiện rồi sau mấy cái tâm kia thì chúng ta cũng tính nhẹ, tính giống như vậy thôi. Bây giờ chúng ta thử cái tâm si hoài nghi. Si hoài nghi tâm này. Tâm si hoài nghi. Vậy nó bằng cái gì? Chúng ta thấy rằng là cái sở hữu si này nó là tâm xả, cho nên phải trừ hỷ. Mặc dù hỷ á, này á, là sở hữu hỷ không phải là thọ hỷ, nhưng mà cái sở hữu hỷ này á, nếu mà nó có đi á, là nó phải đi chung với, nó không có thể đi chung với cái tâm thọ xả được, nó phải đi chung với tâm thọ hỷ. Chỉ trường hợp đối với trường hợp của cái tâm tứ thiền á, thì có thọ hỷ mà không có hỷ thôi, nhưng mà đã có cái nhưng mà cái riêng cái sở hữu hỷ thì nó chỉ có thể là nó nếu đi với một cái tâm nào đó thì tâm đó phải là thọ hỷ. Do vậy tâm si thì việc đầu tiên trong 13 tợ tha thì chúng ta cần được trong 13 tợ tha đó thì chúng ta cần trừ hỷ. Rồi thứ hai nữa, do vì cái hoài nghi là cái trạng thái tâm lưỡng ước do dự không có quyết đoán, vì không có quyết đoán cho nên là chúng ta trừ tầm tứ, chúng ta phải trừ cái thắng giải. Rồi chúng ta còn nhớ là ở trong cái dục á, bởi dục ở đây nó là một cái ước muốn, mà do vì cái si hoài nghi á, nó là một cái trạng thái tâm lượng ước không có quyết đoán cho nên là nó không có dục. Rồi chúng ta bỏ tiếp, bỏ năm tự tha này thì nó còn có 10 à. Rồi cái si hoài nghi tự tha còn 10 trừ, rồi các vị, 10 tự tha trừ thắng giải, hỷ, dục. Như vậy tự tha chỉ còn 10. Rồi 4 cái si phần thì bắt buộc phải có, bởi vì biến hành 4 si phần. Cứ tâm bất thiện là luôn luôn phải có 4 si phần. Do vì là cái tâm hoài nghi này đó thì nó cũng không có ở trong tâm tham, cũng không có trong tâm sân, và nó cũng không có
nó cũng không có hôn thủy, như vậy nó có hoài nghi, nó cộng một hoài nghi nữa. Nếu đây là tâm si phóng dật á, thì chúng ta trừ hoài nghi. Dạ, như vậy nó là 12 cái tâm bất thiện. Thì bây giờ cái phần bất thiện chúng ta học kỹ, còn mấy cái phần sau chúng ta chỉ đơn cử thôi. Bây giờ chúng ta đơn cử là cái tâm đại thiện thọ hỷ. Và cái tâm này, tâm đại thiện, tâm đại thiện thọ hỷ, hợp trí, vô trợ, thì nó bằng cái gì? Tâm đại thiện thuộc về tịnh hảo, trừ toàn bộ bất thiện. Thì trong đây thì nó chỉ còn 13 tự tha cộng cái gì? Bất cứ một cái tâm tịnh hảo nào thì luôn luôn phải có 19 tịnh hảo biến hành. Tịnh hảo biến hành. Rồi vì tâm đại thiện có thể làm các cái công việc giữ giới để ngăn ngừa, để kiên tránh các cái ác nghiệp thuộc về thân khẩu, cho nên có ba giới phần tất nhiên là bất định, giới phần bất định, rồi hai vô lượng phần bất định. Vì là hợp trí cho nên cộng vô si. Chỉ lưu ý là đối với cái tâm thiện là cái vô trợ, vô hữu trợ nó không kể được cái hôn phần, bởi vì cái hôn phần này nó thuộc về cái bất thiện, cho nên là ở trong cái tâm tịnh hảo thì cái vô trợ hữu trợ đó chỉ là cái trạng thái tâm mạnh yếu của sở hữu tư thôi, và mạnh hay yếu thì nó vẫn có, cho nên là đối với cái tâm tịnh hảo đó thì cái vô trợ và hữu trợ nó không ảnh hưởng đến cái số lượng sở hữu tâm. Như vậy thì tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, chúng ta có bao nhiêu cái sở hữu, có bao nhiêu cái sở hữu? 13 tự tha, 19 định hảo biến hành, 3 giới phận. Nó tóm lại đó là tâm này đó thì gồm có 25 sở hữu tịnh hảo và 13 tự tha, tất cả là 38 sở hữu hợp. Nếu là cái tâm thiện, mà ly trí á, thì chúng ta trừ vô si. Mà nếu mà thọ xả nó thì chúng ta trừ hỷ. Rồi đối với cái tâm đấu đại thì chúng ta thấy hễ đấu đại đó thì chúng ta trừ giới phần, mà hễ là siêu thế đó thì chúng ta trừ vô lượng phần. Và các cái tâm còn lại đó thì tâm nào bắt buộc cũng phải có vô si là trí tuệ. Như vậy thì nói về cái tâm sắc giới đó thì chúng ta thấy nếu là ba cái tâm thuộc về ba cái tầng thiền thấp đó thì chúng ta kể hỷ, còn từ cái tứ thiền và ngũ thiền thì chúng ta phải trừ hỷ. Và thiền đáo đại đó thì phải trừ giới phần, mà siêu thế ghi cho các vị nhớ luôn. Cái đáo đại đó thì cái này là trừ giới phần. Còn siêu thế đó thì trừ vô hai vô lượng phần. Rồi.
còn lại là dễ nhớ. Và đối với các cái thiền tầng cao thì trừ hỷ. Như vậy thì cái bài học ngày hôm nay là chúng ta học xong về cái phần tâm và sở hữu tâm, tương ưng và yếu hiệp. Tương ưng tức là trong một sở hữu như vậy nó có thể tương ưng, tức là đi với bao nhiêu tâm. Còn tâm yếu hiệp sở hữu á, tức là xem tâm á, nó gồm có bao nhiêu là sở hữu. Hai cái ý nghĩa này nó khác nhau. Sở hữu tương ưng tâm á, tức là xem cái sở hữu đó nó có thể tương ưng với bao nhiêu tâm, nhưng không có nghĩa là trong sở hữu đó nó bao gồm cả cái tâm đó, mà mỗi khi nó đi với chỉ có một tâm thôi, cho nên mới gọi là cái tương ưng. Và trong khi đó đó thì tâm yếu hiệp sở hữu á, thì trong một tâm á, nó bao gồm ví dụ giống như là cái tâm tham. Cái tâm tham thọ hỷ học tà vô trợ thì nó bao gồm 19 cái sở hữu. Và tức là trong cái tâm tham đó nó có 19 cái đặc tính đó. Nó khác với khi mà chúng ta nói rằng là cái sở hữu, ví dụ giống như là sở hữu si phần, nó có thể nó tương ưng với 12 tâm bất thiện. Tức là nó tương ưng đây là nó có thể sanh với tất cả 12 tâm bất thiện, nhưng không có nghĩa là trong cùng một lúc nó sanh tất cả 12 tâm bất thiện. Trong cùng một lúc nó chỉ có thể đi được với một tâm thôi. Dạ, các vị lưu ý cái chỗ này. Tôi lặp lại. Tâm yếu hiệp sở hữu thì có nghĩa là một tâm sanh lên, trong tâm đó bao gồm được bao nhiêu sở hữu cùng có mặt. Khác với sở hữu tương ưng với tâm, tức là cái sở hữu đó có thể đi được với bao nhiêu tâm thôi, nhưng trong cùng một lúc á, thì sở hữu á, chỉ đi với một tâm thôi chứ không có thể đi hết tất cả. Ví dụ như là bốn cái si phần thì nó chỉ có thể có mặt trong một cái thời điểm á, thì hoặc là tham hoặc là sân hoặc là si, một trong 12 tâm bất thiện. Thì bài học chúng ta hôm nay kết thúc ở đây, như là vừa học xong cái phần tâm và sở hữu. Thì tôi dừng lại ở đây cho các vị Phật tử học viên nào chúng ta có câu hỏi. Trong trường hợp mà những vị nào mà chúng ta có thể thắc mắc mà cần phải có nhiều câu hỏi đó, thì các vị có thể cầu chủ nhật này cũng vào cái giờ này, thì tôi dành khoảng 1-2 tiếng đồng hồ để trả lời câu hỏi cho các vị. Dạ thưa sư, con có câu hỏi sư. Dạ. Thưa sư, trong khi sư nói cái tu tập bi và tùy hỷ vô lượng phần, thì trong cái thiền sắc giới thì khi mà bắt thiền thì nó sẽ cho quả, cho cái quả tương ứng với nó. Nhưng mà con biết á, là trong những cái quả như là quả thiện hữu nhân hay là quả thiện sắc giới, quả vô sắc giới, thì nó cũng là làm việc tục sinh, hộ kiếp và tâm tử. Dạ. Nhưng mà tại sao cái sắc giới nó có thể tính, lúc mà nó đắc thiền nó có thể tính được, nhưng mà tại sao trong dục giới nó, cái quả thiện nó không có trong lúc đó, mà chỉ được làm tục sinh, hậu kiếp và trong tâm tử thôi, mà trong sắc giới nó lại làm cho cả hai, là lúc còn đắc thiền thì được luôn, và lúc mà mất đi tục sinh, hậu kiếp và tâm tử. Xin sư giải thích cho con cũng hơi thắc mắc đó.
À, cái này nó là cái trạng thái đặc biệt của cái tâm quả khác nhau giữa cái tâm quả dục giới và cái tâm quả sắc giới, là do vì cái tâm quả sắc giới đó, nó vì cái năng lực của thiền, bởi vì cái tâm được giải thích là do vì cái khả năng định tâm mạnh mẽ để có được cái trạng thái tâm đó đó, cho nên nó vẫn còn để lại cái mình tạm gọi là cái dư âm. Cái dư âm cho cái tâm quả nó vẫn còn bắt cái cảnh đó, mặc dù cái cảnh đó nó không còn đủ cái khả năng nó tạo quả, bởi vì nó là tâm quả mà, nhưng mà nó vẫn bắt cái cảnh mà cái tâm thiện đó nó tạo. Còn đối với trường hợp cái tâm dục giới đó, là cái tâm thiện đó nó cùng một lúc mà nó làm nhiều cái việc thiện, chứ nó không có cố định một cảnh giống như là đối với cái tâm thiện sắc giới. Cho nên cái tâm quả đó nó không có cùng với cái một cái cảnh giống như cái cảnh chuyên nhất được với cái tâm nó không có một cái cảnh chuyên nhất giống như là cái tâm sắc giới. Chính vì điều đó mà ở trong cái tâm quả của cái tâm dục giới đó, thì lại là không có, dù chúng ta có giới tâm thiện có giới phần, nhưng cái tâm quả không có giới phần, tâm thiện có vô lượng phần, tâm quả không có. Nhưng mà đối với cái tâm thiền thì có. Nếu mà vị đó chứng thiền bằng cái bi hoặc là tùy hỷ, và cái bi và tùy hỷ đó nó cho cái quả tái tục, cái đời sống kế tiếp là vị phạm thiên đó, thì cái tâm quả đó nó vẫn còn dư hưởng của một cái tâm định, do vì một cái thời gian rất là dài cái định tâm chỉ chuyên nhất, có một cái cảnh duy nhất đó là cái cảnh dùng cái bi hoặc là tùy hỷ. Thì do đó mà cái cảnh nó vẫn còn cái dư hưởng đó. À, chúng ta tạm ví dụ, ở đây tạm ví dụ thôi. Ví dụ giống như là một cái cảnh tượng nào đó mà mình, nó để lại cái ấn tượng sâu đậm trong tâm mình. Chẳng hạn giống như là trong một ngày đó mà mình gặp chuyện quá vui, hay là một cái chuyện quá buồn, hay là một cái ấn tượng nào đó quá sâu đậm. Thì trong cái giấc ngủ của mình á, là nó vẫn còn bị cái dư ảnh của những cái hình ảnh mà khi mà mình thức á, mà mình bị ấn tượng. Và do vì bà cái đối với cái tâm thiền á, thì chúng ta cũng hiểu giống như cái cách đó. Và cho nên là khi mà cái tâm quả đó, thì hồi nãy tôi có lưu ý các vị là tôi phải nhắc đến, là do vì nó có liên quan. Sau này chúng ta sẽ học về cái phần cảnh của tâm đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ cảnh của tâm cũng như là cái vận sự của tâm và cái lộ trình tâm đó, thì chúng ta sẽ rõ hiểu rõ hơn, học kỹ hơn về cái tâm quả. Còn bây giờ thì do vì chúng ta chưa có học cái phần đó, cho nên là khi mà nói đến tâm quả đó, thì tôi chỉ nói sơ qua thôi. Hẳn nhiên là tôi biết rằng là đối với những vị Phật tử nào mà lần đầu tiên học vi diệu pháp đó, thì chúng ta còn rất là mơ hồ về cái tâm quả, và ngay bây giờ thì chúng ta cũng chưa có thể đi sâu vào được, bởi vì chúng ta phải hiểu được cái vai trò của cái tâm quả, nhất là phận sự, rồi cảnh, rồi cái tiến trình sinh diễn ở trong lộ trình tâm, thì khi đó chúng ta dễ nắm bắt hơn cái chức năng của tâm quả như thế nào. Dạ. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ. Dạ. Dạ thưa sư, có dạ. Câu hỏi của đạo hữu Tuấn Anh. Con xin hỏi là tại sao sở hữu ngã mạn chỉ có trong tâm tham ly tà mà không phải hợp tà ạ? À? À, dạ thưa, do thì khi mà một người có cái tà kiến á, thì do vì bị cái tà kiến nó chi phối, cho nên cái cảnh của cái tà kiến nó khác với cái cảnh của ngã mạn, cho nên là hai cái trạng thái tâm này nó sanh riêng lẻ. Bởi vì trong cùng một lúc á, tâm nó chỉ bắt được một cảnh thôi, chứ nó không có thể nó bắt được hai cảnh. Do đó nếu mà hai cái cảnh khác nhau đó, thì khi đó là hai cái sở hữu đó, hai cái đó nó phải trong hai cái tâm khác nhau. Cho nên đây cũng là một phần mà khi mà chúng ta học về cái sở hữu tâm đó, thì chúng ta đặc biệt lưu ý là do vì trong một lúc có tâm nó chỉ có biết một cảnh. Nên khi mà chúng ta thấy rằng hai sở hữu đó mà nó có cái đặc tính bắt cảnh khác nhau, thì người ta hiểu rằng là hai cái sở hữu đó không có thể cùng có mặt trong một lúc. Dạ thưa sư, hiện con không thấy còn câu hỏi trên màn hình và không thấy bàn tay giơ lên nữa ạ.
Và nếu mà các vị học viên không có câu hỏi đó, thì chúng ta dừng lại ở đây. Và những vị nào mà cần có những cái câu hỏi nhiều hơn đó, thì trong cái ngày chủ nhật đó, cũng có một vài học viên họ cũng có xin tôi mở cái ngày đó để họ hỏi đó. Thì chủ nhật cái này thì tôi sẽ mở vào cái thêm một giờ vào ngày chủ nhật. Và dĩ nhiên là không có nhất định là chủ nhật nào mà các vị có câu hỏi thì chúng tôi mới mở thôi. Là bây giờ thì chúng ta kết thúc buổi học ở đây. Chúc tất cả các vị ăn vui và hẹn gặp lại các vị dạ, ngày kế tiếp năm 1. Con kính chào sư ạ. Con kính chào sư. Buổi học hôm nay ạ.